Hello, em xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay em có bộ ấm trà này để quay giới thiệu với mọi người đây. Bộ ấm trà này hôm trước em có đi mua sưu tầm được và em đã chọn được thêm một ít chén nữa. Và em ghép với bộ này là có 6 cái ly và một cái tống. Đây nha mọi người nhé, để em quay lại cho mọi người xem. Cái bộ này thì là em đảm bảo trên thị trường bây giờ cũng có nhưng mà nó rất là hiếm luôn. Vì là cái dòng gốm này là bây giờ là của Cutany này là nó sản xuất nó rất là gần như không có luôn đấy mọi người. Hôm nọ em xuống là ở cái lò gốm này nó đã phá dỡ, là em đã nhặt được mấy bộ này. Em mua lại được mấy bộ này và bây giờ em về em quay video em bán cho mọi người. Đây mọi người nhé. Đây là cái ấm của nó, toàn bộ họa tiết là vẽ vàng nhé, vẽ vàng thật nhé mọi người nhé, vàng 24K chứ không phải là vàng, không phải là vàng mực biết gì đâu nhé. Đây mọi người nhìn nhìn như này là mọi người biết này, không cần phải làm nói làm gì nhiều. Đấy, mọi người thấy chưa, toàn bộ bằng vàng luôn, trên nắp nó đây, để em đặt cái này xuống. Đây là lọc gốm tổ ong nhé mọi người nhé, gốm tổ ong bằng sứ. Đây mọi người nhìn này, quai bằng vàng này. Đấy, mọi người thấy chưa? Nhìn thấy vàng nó óng ánh chưa? Đấy này, mọi người nhìn cái hoa nó này. Tình trạng lành tít chứ mọi người nhá. Đây, triện đây, Cutany đây. Đấy, triện Cutany nhá mọi người nhá. Đây, em để xuống em quay cái nắp cho mọi người xem. Đây, mọi người xem. Xem cái nắp nó này, nắp này cũng vẽ vàng này. Đây là cái ấm nó nhá. Đây là em quay cái tống cho mọi người xem. Đây cái tống nó đây. Cái tống thì họa tiết giống nhau hết nhá mọi người nhá. Nhưng mà có cái là nó đặc trưng là nó là vẽ vàng mọi người. Đây mọi người xem những bông hoa và vàng này. Đấy, rất là đẹp luôn. Men men dạng. Leng keng sở beng luôn. Đây, em quay cho các bác xem cái ly của nó. Con này thì vẽ vàng rất là nhiều luôn. Với cái kích thước của bộ này thì em thấy là cũng hợp lý mọi người ạ. Uống trà là vừa chứ cũng không to quá mà cũng không nhỏ quá. Đây, men men dạn. Đây mọi người xem cái chôn này, khá là lâu rồi. Đây, đặt ở cái này xem cái này đây mọi người xem này. Cái chôn này nó lâu lắm rồi chứ không phải là hàng mới. Nhưng mà hàng này là hàng chưa qua sử dụng thôi. Nhưng mà nó sản xuất thì em nghĩ là nó sẽ là lâu rồi chứ không thể mới được. Em xin phép là em đo kích thước của cái ly này cho mọi người xem nhé. Cái ly này, chiều cao của nó là khoảng 4,4. 4,4, 4,5 đấy. Đây, miệng của nó đây. Miệng của nó là 7,5 mọi người nhé. 7,6. Miệng 7,6. Tình trạng lành tít luôn. Đấy, em đo cái tống cho các bác xem. Đây, cái tống nhá. Cái tống ngang của nó là 8,2. Chiều cao để em đặt nó xuống đây ông em đo chiều cao cho mọi người. Chiều cao 4,6 mọi người nhé. Chiều cao 4,6. Miệng của nó là 8,2. Miệng 82, 83 đấy. Bây giờ cái ấm nhá mọi người nhá. Em đo chiều cao của. Chiều cao của ấm nó vào khoảng đến cái mép này ấy. Đến mép này thì nó vào khoảng 8,6 gì đấy. Đây để em nhìn lại. Nó 8 mọi người nhá. Chiều cao 8. Chiều cao 8. Em đo. Đây. À, hơi khó nhìn các bạn. Đợi em một chút. Đấy nha mọi người nhá. Chiều sâu của cái ấm từ mặt bên này đến cái quai là nó 13,5, 13,6. 13,6. Miệng của nó đây. Miệng này nó vào khoảng 12. Từ đây đến đây khoảng 12 mọi người nhá. Em mọi người đợi em một chút để em đo vòng tròn của chiếc ấm này xem nào có đo được không.
Đây mọi người, vòng tròn của nó dư vào 33 này mọi người này. 33 chuyện mộc đầy đủ mọi người xem này. Những cái chấm bi này là toàn bộ là vẽ vòng vàng nhé mọi người nhá. Đấy, những chấm này chấm vòng vàng. Đây này mọi người xem cái nhụy, nhụy hoa của nó cũng vòng vàng luôn này. Mọi người thấy đẹp chưa? Quý anh chị nào mà ưng thì cứ liên hệ với em nhé. Liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Đấy, bây giờ em sẽ... Đây em... đây là cái tống này. Đấy, mọi người xem này. Rất là đẹp luôn. Họa tiết vẽ bằng vàng. Quá là chất luôn mọi người. Bộ ấm chén này để mọi người sưu tầm ở trên bộ bàn ghế. Mời khách quý vào uống trà thì quá là tuyệt vời luôn phải không các bác? Đây. Đấy, các bác xem. Em đẩy vào giữa này mọi người xem đây này. Mọi người thấy chưa? Chất chưa? Bằng vàng quá chất luôn mọi người. Đây. Quai này cũng bằng vàng, miệng này cũng vẽ vàng này. Thôi một lần nữa thì cho em Toàn xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý anh chị và các bác đã xem video và từ trước nay đã ủng hộ em Toàn. Một lần nữa em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người mà ai mà muốn mua những sản phẩm gì về đồ gốm sứ của Nhật thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Thôi em xin chào tất cả mọi người.